Khoảng 3 năm trở lại đây thì chúng tôi quan sát là thấy xuất hiện nhiều và bà con bắt đầu có sự quan tâm. Do cái con dòi đục lá hay là chúng ta thấy thì chúng ta chỉ thấy được cái con ruồi bay trên ruộng. Nó nhỏ, nó giống giống như con ruồi nhà nhưng mà nó nhỏ và rất là nhiều ở giai đoạn mà lúa chúng ta trước 30 ngày. Và cái thời gian mà cái con ấu trùng của cái con ruồi nó gây hại đó thì nó sẽ gây hại trong khoảng độ chừng 2 tuần. Cái tổng cái thời gian của nó là 1 tháng, cái vòng đời á của con ruồi đục lá là 1 tháng, nhưng mà thời gian gây hại của nó là 2 tuần khi mà nó là con dòi. Con dòi này thì nó đẻ trong cái đọt non của cái lá lúa, khi mà lúa chỉ cần khoảng 10 ngày là bắt đầu nó gây hại. Chính vì vậy bà con thấy là đến khoảng 25 ngày là cái cây lúa của chúng ta thường là bắt đầu từ 15 ngày bung lá dài ra cho tới 25 ngày, là lúc đó bà con mới thấy cái vết là bị cái con dòi này nó gây hại. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta lại không nên phun thuốc, bởi vì khi mà cái lá lúa bung ra thì cái lúc đó là cái con dòi nó cũng bò xuống cái tai lá. Cái tai lá là ngay cái chỗ này của cái lúa đây. Thì nó chui nó bung ra thì nó xuống tới đây rồi. Nó xuống như vậy thì bắt đầu nó quá nhọng. Và sau đó là nó trở thành con ruồi. Lúc này con ruồi không gây hại, con ruồi nhìn trên ruộng không gây hại. Và ở cái mật số mà chúng tôi quan sát được là đến 70% ở cái ruộng mà bị gây hại, tức là nhìn vô là chúng ta thấy là bị vàng, bị mất 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 những cái phần lá như vậy, nhưng không gây ảnh hưởng gì cả, chỉ sau 30 ngày là cây lúa tự hồi phục. Cho nên là chúng tôi khuyến cáo bà con là không nên phun thuốc đối với cái đối tượng ruồi đục lá này, ngay cả khi ruộng chúng ta bị gây hại khoảng 70%, chúng ta cũng không nên là xử lý thuốc. Dân, xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình bằng những câu hỏi của khán giả qua đường điện thoại. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Phạm Hồng Di ở huyện Yên Mỗ, ở Ninh Bình. Anh hỏi như sau: khi phun thuốc đạo ôn trên lúa có thể phun cùng lúc với trị sâu cuốn lá hay là sâu đục thân hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Giang Quỳnh. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Vi rất xa. Chúng ta chỉ phun thuốc khi nào các cái đối tượng mà chúng ta nói nó gây hại đó đến cái mức mà chúng ta phải trị nó, người ta gọi là đến cái ngưỡng hành động đó. Thí dụ như là bệnh đạo ôn, đến cái mức mà cái mật số của nó quá đông thì chúng ta phun thuốc. Nhưng mà đồng thời có sâu cuốn lá hay là sâu đục thân, nhưng mà mật số của nó chưa đến cái ngưỡng hành động. Thí dụ là chỉ 5-10 con sâu cuốn lá hay là 5-3 cái dãnh lúa bị tấn công, thì lúc đó chúng ta chỉ phun đối với cái bệnh đạo ôn thôi, chứ hai cái đối tượng kia chúng ta chưa cần. Nó tóm lại là khi cái nào đạo ôn hay là sâu cuốn lá hay là sâu đục thân mà nó đến cái ngưỡng hành động rồi chúng ta mới dùng thuốc. Trường hợp mà ba cái này đều đến cái ngưỡng hành động thì chúng ta phải pha thuốc, chúng ta dùng chung một lần cho nó có lợi. Thì cái pha thuốc này đó tùy theo cái loại thuốc, ba cái loại thuốc thường thường người ta có để cái hướng dẫn ở trong cái chai, trong cái lọ rất là kỹ. Nếu mà cái loại nào nó phù hợp, khi mà chúng ta trộn lại nó không có làm đóng cục hay là làm kết tủa những cái thuốc thì nó sẽ có tác dụng tốt. Cho nên chúng ta coi kỹ, nếu người ta nói mà nó không có cái trường hợp như vậy thì chúng ta mới trộn được. Còn trường hợp mà người ta lưu ý là đừng nên trộn, bởi vì có thể có hiện tượng đóng cột hay là như thế thì rất là nguy hiểm. Cho nên coi lại rất là kỹ cái nhãn hiệu của cái nhà sản xuất để chúng ta có thể pha trộn một cách có hiệu quả. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Quỳnh Hùng Dũng ở Ô Môn, Cần Thơ. Anh hỏi là áp dụng chương trình IBM 40 ngày đầu không phun thuốc, khi lúa trổ bị nhện gé và sâu lá tấn công nhiều, vậy nên phun thuốc hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm ạ. Xin chào anh Dũng. Thì nãy tôi cũng có nhắc rồi, IBM có nghĩa là không phải là không phun thuốc đâu. Chúng ta nên nhớ lại điều này, có nghĩa là IBM là chúng ta áp dụng hài hòa nhiều biện pháp, trong đó biện pháp sử dụng thuốc là biện pháp sau cùng. Và cái chương trình mà 40 ngày đầu không phun thuốc đó, chúng ta gọi là chương trình quản lý dịch hại, chương trình quản lý dinh dưỡng dịch hại tổng hợp. Thì sở dĩ mà cái cơ sở mà người ta đưa ra 40 ngày đầu không phun thuốc là, một là cái giai đoạn đầu 40 ngày đầu thì cây lúa chúng ta còn cái khả năng đền phục hồi, hay còn cả khả năng là nó đền bù được những cái chòi hoặc là những cái lá mà nó bị sâu ăn. Còn cái giai đoạn mà sau 40 ngày thường là cái giai đoạn này là lúa ta hết
hết phục hồi được, do là nó đã hình thành được cái bông, cái hạt rồi, thì hoặc là cái lá nó không có ra lá mới nữa, cho nên là chúng ta cần phải phun thuốc. Và như anh hỏi thì nhện dé và sâu cuốn lá gây hại ở vào cái giai đoạn lúa trổ, có nghĩa là sau 40 ngày rồi, thì dĩ nhiên nếu mà nó gây hại với mật số cao, có khả năng ảnh hưởng năng suất thì chúng ta phải phun thuốc anh. Đây là cái giải pháp mà cuối cùng trong cái biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IBM, chứ không phải là IBM là không phun thuốc. Thì đó là một sự ý trao đổi với anh Dũng và bà con. Dạ, nhân đây thì anh cũng có thể, nhân đây thì thạc sĩ có thể trả lời luôn cho anh Trương Văn Triết, Trương Văn Tiết ở Vĩnh Hưng, Long An. Anh hỏi là giai đoạn nào thì nên phòng trị nhện dé tốt nhất và phòng trị như thế nào, thuốc gì? Dạ, đối với câu hỏi của anh Triết thì nhện dé thì là một cái đối tượng mà phải nói là gần đây nó, nhất là trong vụ hè thu thì điều kiện nắng nóng thì đây là thích hợp cho nó phát triển. Và nó thường thì nó phát triển nhiều từ cái giai đoạn lúa khoảng 30 ngày, có nghĩa là lúa cuối giai đoạn đẻ nhánh trở đi. Thì lúc đầu thì chúng ta xả lúa xuống thì nó cũng có đó, nhưng mà thường mật số lúc đầu thì nó thường thấp, nó đến ruộng ta thì sau đó thì nó sinh sản, nó nhân mật số nó lên. Và do cái vòng đời nó ngắn, khoảng hơn 10 ngày thôi, khoảng 10 ngày nó có một lứa mới, cho nên là khoảng lúa khoảng 30 ngày thì cái mật số nó có thể đủ để mà gây hại cho cái ruộng lúa. Thì chúng ta quan sát bằng cách là chúng ta nhìn ở trên các cái bẹ lá lúa, chúng ta nhổ lên chúng ta xem, nếu mà thấy có những cái vết bầm như cạo gió đó, thì đó là cái dấu triệu chứng của biểu hiện của cái nhện dé. Thì lúc đó thời điểm này thì chúng ta có thể sử dụng thuốc để chúng ta phun. Và cách phun á, thì đối với nhện dé thì một là anh nên đưa nước vào ruộng cho con nhện dé nó bò lên trên, chúng ta phun dễ hơn. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái lượng nước, đủ cái lượng nước chúng ta phun ướt đều cái cây lúa. Còn loại thuốc gì chắc nhờ thạc sĩ Trân cung cấp cho anh một số thông tin về thuốc của công ty. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Liên quan đến hai câu hỏi của thạc sĩ tư vấn vừa rồi thì có câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hiển ở Châu Thành, Tiền Giang. Anh hỏi các nhà khoa học mà khuyến cáo là nếu lúa bị nhện dé thì nên dùng thuốc đặc trị, không sử dụng thuốc trị côn trùng. Tuy nhiên, cái sản phẩm Amata của công ty Tân Thành có công dụng là trị nhện dé và trị cả sâu cuốn lá. Cho hỏi là trong cái thuốc này nó có hóa chất gì đặc biệt gì mà trị được cả hai cái loại dịch hại này. Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Xin chào anh Hiển cùng anh Dũng, anh Tiết cùng bà con. Như vậy thì đối với cái nhện dé thì công ty có khuyến cáo bà con xử lý bằng hai cái sản phẩm. Một là cái Focan, như vừa rồi tôi nêu là Focan vừa có thể trị được cái sâu cuốn lá, vừa trị được cái nhện dé. Hoặc là bà con xử lý bằng cái Ameta, cũng có tác dụng với hai đối tượng này. Tại sao chúng ta cần hai sản phẩm? Bởi vì trong một vụ lúa thì có thể là bà con bị đến 2-3 đợt sâu cuốn lá, hoặc là 2-3 đợt nhện dé vào các giai đoạn 35-40 ngày, 50 ngày và 70 ngày. Và khi chúng ta bị 2-3 đợt như vậy thì để hạn chế cái việc là cái kháng thuốc đó, chúng ta nên luân phiên các cái loại thuốc để mà chúng ta xử lý. Như vậy thì trong cái Ameta thì theo anh Hiển, ảnh thắc mắc đó là một đối tượng này sao có thể trừ được vừa sâu vừa côn trùng. Thì thực tế là một loại thuốc mà có thể trừ được cái côn trùng thì nó trừ luôn được cái sâu. Và trong cái hoạt chất Indosacat của Ameta là cái tính thuốc có thể làm được chuyện đó. Với cái Ameta thì anh có thể xử lý là 10ml trên bình 25 lít và một công ngàn mét vuông thì anh cần 1,5 bình cho đến 2 bình tùy theo giai đoạn lúa. Như vậy thì anh có thể xử lý được cả hai đối tượng là vừa cái sâu lá và vừa cái nhện dé. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của anh Trần Tấn Tài ở Tháp 10 Đồng Tháp. Anh hỏi là xin cho biết nguyên nhân sâu hại ngày càng nhiều, luân canh hai lúa một màu có hạn chế được sâu hại mà đặc biệt là đối với các loại sâu ăn lá hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Dạ, như nãy giờ chúng tôi cũng có trình bày đó, cho nên ông trời cũng có nữa, mà con người cũng có. Ông trời cũng có là chúng ta thấy bây giờ đốt đồng này kia, cái khói bụi càng ngày lên, xe cộ càng ngày nó ô nhiễm, cho nên người ta nói là quả đất nóng lên. Ngày nóng thiệt là nắng, nắng thiệt là nóng, rồi mưa rất là lớn, rồi xen kẽ nhau, cho nên cái điều kiện đó rất dễ cho các loại sâu bệnh, nhất là những con nhỏ nhỏ là càng dễ nó phát triển. Đó là ông trời, chắc có một phần của ông trời trong thời gian gần đây. Còn mình á,
thì từ làm một vụ hồi xưa rồi làm hai vụ, bây giờ làm ba vụ liên tiếp. Lúc nào cũng có lúa xanh ngoài đồng, con sâu con rầy lúc nào nó cũng ca hát, chứ không có lúc nào mà nó thiếu thức ăn hết. Cho nên đó là con người của mình. Cho nên vì vậy mà anh có cái câu hỏi rất hay là nếu xen được một vụ màu thì nó có cắt được hay không. Cái con sâu hại lúa là nó chỉ ăn cây lúa thôi chứ nó không ăn cây khác. Còn mà chúng ta đưa cây khoai lang xuống là nó, con sâu hại khoai lang là chỉ ăn khoai lang không chứ không ăn cây lúa hay là cây bắp. Nói chung là cái cây nào thì nó có những cái loại sâu hại đặc biệt của nơi đó, cho nên nó không ăn cây khác. Do đó nếu mà chúng ta đưa được vụ màu xuống rất là tốt, chúng ta cắt đứt cái sự lây lan của các loại sâu bệnh. Nhưng mà điều quan trọng là đưa cây màu nào mà bán được, có kinh tế. Chứ nghe nói màu thì cứ đưa xuống mà không bán được thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên cái cơ sở là lưng canh hai lúa một màu là cái điều trong tương lai chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta làm đó để giảm sâu bệnh. Nhưng mà rồi phải có những cái quy hoạch rất là chặt chẽ, phải có những nơi nào mà mua được những sản phẩm đó chúng ta mới dám đề nghị. Rất là quan ngành cái ý kiến của anh. Dạ. Dân, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Câu hỏi của khán giả Dương Công Đoàn ở Tân Thạnh Long An. Anh hỏi là lúa tôi gần chín thì có sâu đục thân, vậy có loại thuốc nào trị hay không để mà không làm ảnh hưởng đến năng suất? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn ạ. Dạ. Xin chào anh Đoàn, kính thưa bà con. Thì đã nói lúa gần chín rồi mà bị phát hiện sâu đục thân, hồi nãy chúng tôi cũng có nói về sâu đục thân này rồi. Thì nếu mà chúng ta sử dụng thuốc trị sâu đục thân thì chỉ sử dụng khi mà chúng ta phát hiện ổ trứng sâu đó nó, hoặc là sâu mới nở ra thì chúng ta mới có thể là hiệu quả thôi. Còn đã giai đoạn chín rồi thì lúa đã sắp thu hoạch rồi thì dù cho chúng ta có, tôi nghĩ là bây giờ con sâu chắc nó cũng không còn ở đó đâu ha. Thành ra là việc mà chúng ta sử dụng thuốc thì bằng thừa, coi như là vừa tốn chi phí mà trái lại nó có thể là để lại cái dư lượng ở trong cái sản phẩm, cho nên cái giai đoạn này chúng ta không nên sử dụng thuốc. Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Với câu hỏi của khán giả là Trương Mẫn Nghi, chúng tôi xin nhập phần tư vấn của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Khán giả hỏi là lúa tôi đã được 35 ngày, 3 ngày nay bị sâu cuốn lá nhiều, có thể sử dụng 4K80 được hay không và sử dụng như thế nào? Khán giả này ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Xin mời Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Xin chào anh Nghi cùng bà con. Trong trường hợp lúa 35 ngày và bị cái sâu cuốn lá nhiều, nhiều có nghĩa là 35 ngày theo khuyến cáo của Thạc sĩ Liêm trong cái IVM nãy giờ là anh có thể quan tâm được là cái mật số đó khoảng là 50 con trên 1 mét vuông. Có nghĩa là nếu 1 mét vuông chúng ta có 500 cái cây lúa đến 600 cây lúa thì nó chiếm khoảng là 10% đó, 10% cái cây mà có lá bị gây hại. Mình cho là mới chỉ kịp là con sâu cuốn lá nhỏ là một con thì gây hại một lá thôi đó. Như vậy thì anh xử lý Focan là phù hợp, bởi vì Focan ở trong giai đoạn này vẫn có còn hạn chế được ít gây ảnh hưởng tới thiên địch của chúng ta như là con bọ rùa hay con kiến ba khoang. Và sử dụng thì anh sử dụng là bình 25 lít, anh sử dụng gói 15 gram Focan 800 WG, và như vậy thì một công 1000 mét vuông anh sử dụng 1,5 bình cho đến 2 bình. Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trong ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Anh hỏi là sáng sớm ra đồng, hễ ruộng nào có nhiều nhện giăng tơ thì nơi đó không có sâu cuốn lá. Xin hỏi làm sao để dẫn dụ đàn nhện trên đồng ruộng và duy trì được lâu. Ý thứ hai anh hỏi là tôi dùng lúa giống 90 ngày, hiện nay đã được 33 ngày, sâu cuốn lá mật độ khoảng 30 con 1 mét vuông. Có cần động thái nào hay không và làm thế nào? Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Sáng ra đồng mà thấy có nhiều nhện thì ít sâu cuốn lá. Vì các bạn thấy buổi sáng con nhện là nó hoạt động ban đêm. Chiều tối kín gió rồi nó bắt đầu nó ra nó giăng lưới ngang. Thì con sâu cuốn lá hoạt động ban đêm ha. Cho nên nó bay nó đẻ trứng, nó dính lưới. Cho nên vì vậy nó ăn bớt cái sâu cuốn lá. Cho nên nhện là một loại thiên địch rất là quan trọng cho các loại như rầy nâu, sâu cuốn lá. Mà để phát triển cái này đó thì chúng ta làm sao mà chúng ta ít phải phun thuốc sớm. Mà muốn ít phải phun thuốc sớm á, thì hiện nay chúng tôi nghĩ là áp dụng IBM là thứ nhất là xạ thưa thôi. Xạ dày quá rất dễ điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Thứ hai là không nên bón phân đạm quá sớm. Bởi vì cái lá nó xanh mát thì những con sâu cuốn lá hay là những con sâu khác nó rít tới. Vì vậy nếu mà làm được hai cái chuyện đó, vô xạ đồng loạt, nếu rầy đồng loạt
Cho nếu mà lẫm chởm của mình nó ít nhưng mà của xung quanh người ta nhiều thì nó cũng tới. Cho nên vì vậy nếu mà chúng ta gieo xạ đồng loạt với nhau cả một cánh đồng, bà con cùng làm, thì như thế chúng ta tạo cái điều kiện là mật số của các cái con sâu nó không có cái điều kiện phát triển tốt. Cho nên vì vậy chúng ta ít phun thuốc trừ sâu. Mà ít phun thuốc trừ sâu thì các cái loại nhện, bọ rùa, chuồn kim, kiến bao khoang rồi nó rất thích, nó tới ở trong cái ruộng mình. Cho nên cái căn bản là vậy. Còn trường hợp của anh mà lúa 90 ngày, hiện nay đã được 30 ngày, sau cuốn lá mật độ khoảng 30 con. 30 con mà như là chúng tôi nói là nó đang ở giai đoạn nó đương, có bắt đầu nó ăn cả tuần lễ nữa, hay là nó sắp quá nhộng rồi. Nếu mà nó còn non như chúng tôi nói, thì 30 con tôi nghĩ là chắc có lẽ cũng phải phun đi. Nhưng mà coi chừng ảnh hưởng đến thiên địch, phải chọn cái loại thuốc nào ít ảnh hưởng đến thiên địch. Cho nên 30 con trở lên mà lúa của anh như vậy thì tôi nghĩ có thể phun được, nhưng mà phải rất là cẩn thận mà thôi. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh với những tư vấn vừa rồi. Dạ, mà phải sâu non mới được, chứ phải sâu mà nó sắp quá nhộng rồi cũng không cần thiết. Dạ. Kỳ vậy đó. Dạ. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi bằng hình ảnh của anh Ngô Hồng Phúc ở Thoại Sơn, An Giang. Anh hỏi như thế này: lúa tôi đang đẻ nhánh, tôi thấy buổi sáng sớm trên đồng ruộng có một số con như trong hình đeo ở trên lá. Khoảng xa xa thấy một con, đến gần là chúng bay ngay. Hỏi đây là con gì, là thiên địch hay là dịch hại? Ở với câu hỏi này, chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm ạ. Dạ. Anh đã tên gì? Dạ, anh này tên là Ngô Hồng Phúc ạ. Dạ, xin chào anh Phúc, kính thưa bà con. Thì căn cứ vào cái hình mà anh cung cấp thì đây là con ong cự vàng. Ong này là chuyên ký sinh sâu đục thân và sâu cuốn lá. Thì anh nhìn ở bên dưới cái bộ phận dưới nó có cái bộ phận ký sinh đó, nó có như cái kim nó hơi dài dài đó. Thì nó dùng cái này để mà nó có thể đẻ cái trứng của nó vào trong cái con sâu non, nhất là cái loại sâu sâu đục thân và sâu cuốn lá. Thì khi trứng của nó nở thành cái ấu trùng thì nó sẽ dùng cái chất dinh dưỡng ở trong cái con sâu đó để nó ăn, và sau đó thì nó sẽ phát triển thành con ong nó bay ra. Thì đây là cái nhóm thiên địch rất quan trọng ở trên ruộng lúa. Và cái cách mà chúng ta bảo vệ là chúng ta nếu dẫn dụ được nó thì chúng ta trồng hoa trên bờ ruộng. Còn thứ hai là chúng ta hạn chế phun thuốc trừ sâu thì chúng ta thể bảo vệ được nó. Thì một số ý trao đổi với anh. Dân xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Lê Văn Trung ở cái bè Tiền Giang. Anh hỏi là lúa 20 ngày bị sâu năng tấn công chiếm 5% diện tích. Xin hỏi công ty Tân Thành có loại thuốc nào phòng trị sâu năng hay không? Và nên phun thuốc ở giai đoạn nào và bao nhiêu lần trên một vụ? Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Xin chào anh Trung. Đối với cái sâu năng thì là trong vụ vừa rồi là vụ đông xuân năm vừa rồi luôn đó, thì chúng ta thấy là có hiện tượng là sâu năng gây hại ở giai đoạn lúa làm đồng. Mà trước kia thì nó chỉ gây hại ở giai đoạn đẻ nhánh mà thôi. Cho nên là hiện giờ chúng tôi không có khuyến cáo bà con là phun ngừa, bởi vì ngừa không biết đâu mà ngừa. Chẳng lẽ bà con cứ một loại thuốc có tác dụng lưu dẫn 10 ngày, bà con cứ đem 10 ngày phun, 10 ngày phun. Nếu mà trên ruộng chúng ta không có cái đối tượng sâu năng xuất hiện thì vô tình chúng ta đã tốn một cái chi phí rất cao. Riêng trường hợp của ruộng anh Trung như vậy thì anh đánh giá được 5% mà lúa 20 ngày thì lúc này đúng là chúng ta nên tác động. Thì khi lúc này thì bởi vì nếu chúng ta không tác động cái, mặc dù là lúa 20 ngày nhưng mà nếu chúng ta không tác động thì cái phần sau nó gây hại nữa thì chúng ta rất là khó kiểm soát, bởi vì nó có thể gây hại cho đến 30 ngày luôn, từ đây cho đến giai đoạn mà đã nhắm tới đa đó. Như vậy thì trong trường hợp này anh có thể xử lý là cái Supergen 5HC. Đối với Supergen 5HC thì anh sử dụng là 20ml trên bình 16 lít và một công 1000m2 anh cần 2 bình để mà xử lý. Chúng tôi không nhắc lại là không khuyến cáo phun định kỳ để mà tránh cái thất thoát, cái chi phí không đáng. Dân xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dũng ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Anh hỏi như thế này: như thế nào gọi là cân bằng sinh thái? Cân bằng sinh thái có quản lý được sâu cuốn lá hay không? Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Dạ, cái câu hỏi quá hay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái này và mỗi ngày phải có những cái kết quả càng sớm để có thể cho nông dân ứng dụng. Cân bằng sinh thái, tức là cái ruộng lúa của chúng ta nó đừng có quá tạo cái điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Để mà chúng ta đừng phải phun thuốc ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên chúng tôi muốn nói hồi nãy, cái ruộng của chúng ta nếu mà mỗi năm chỉ có một vụ lúa mùa như ông bà mình hồi xưa thì quá cân bằng sinh thái.
sau gần Tết cái thu hoạch lúa là xong rồi, đồng khô cỏ trái không có con nào còn ngoài đó được, đến mưa xuống mới làm vụ lúa. Như vậy thì quá cân bằng sinh thái, không lo con sâu con rầy gì hết. Nhưng mà gần đây thì chúng ta bắt đầu phải tăng gia sản xuất, cho nên chúng ta làm hai vụ lúa hè thu đông xuân. Thì hè thu xong rồi tháng 8, tháng 9 nghỉ, đợi tháng 11 chúng ta xuống giống, cũng có khoảng thời gian ở giữa, cho nên sâu rầy, con rầy nâu hay là con sâu cuốn lá nó không có điều kiện nó lây lan. Cho nên vì vậy lúc đó, cách đây vào khoảng trước năm 1975, chúng ta thấy hè thu đông xuân như vậy thì rất ít con rầy nâu, chỉ có con sâu đục thân thôi, mà con sâu đục thân thì không nguy hiểm lắm. Nhưng bây giờ đây chúng ta làm đến 3 vụ thì mất cân bằng sinh thái, đất không có chỗ nghỉ, đất không có thời gian khô, đất lúc nào cũng ngập nước. Cho nên cái điều kiện như vậy rất dễ cho các loại côn trùng phát triển. Cho nên chúng ta mất cân bằng sinh thái. Mà mất cân bằng sinh thái sâu rầy nhiều, chúng ta phải dùng thuốc hóa học cái nữa, càng mất cân bằng sinh thái hơn. Cho nên vì vậy để trở lại cái cân bằng sinh thái thì người ta dùng cái nguyên tắc gọi là IBM. Cái từ này có nghĩa là áp dụng nhiều cái biện pháp nó nhường nhuyễn để mà làm thế nào mà giữ cho cái cân bằng sinh thái. Cho nên với cái tình hình sâu bệnh này, tôi nghĩ sắp tới là chúng ta sẽ khuyến khích bà con làm đồng loạt, nguyên một cánh đồng, nguyên một tổ, nguyên một hợp tác xã, nguyên một cộng đồng cùng áp dụng đồng loạt. Và nếu mà làm được hai vụ lúa hè thu đông xuân, và ở phía giữa chúng ta có được nghiên cứu được cái cây màu nào có lợi, chúng ta chen vào ở giữa để chúng ta cắt đứt cây sâu bệnh, mà đồng thời chúng ta có cái lợi tức cao hơn, chúng ta có thể các cái phụ phẩm của nó, chúng ta có thể làm ngành nghề khác này kia, thì cái như thế thì lợi tức của bà con sẽ có thêm, mà đồng thời sâu rầy nó cũng giảm bớt, chúng ta phải làm cái đó. Chứ nếu mà cứ ba vụ liên tiếp như hiện nay thì rất là khó. Cho nên đó là cái cân bằng sinh thái, và chúng ta phải nắng trở lại làm thế nào cho nó bớt cái mất cân bằng sinh thái như hiện nay trong thời gian sắp tới. Dạ. Theo ý của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh vừa tư vấn cho bà con, thì Thúy Hằng có thể hiểu rằng là trước đây cả cộng đồng của chúng ta đã làm mất cân bằng sinh thái, thì bây giờ cả cộng đồng của chúng ta nên trả cái sự cân bằng đó trở lại vị trí cũ, phải không ạ? Dạ. Có nghĩa là muốn làm thì phải cả cộng đồng cùng làm mới được ạ. Dạ đúng rồi, dạ. Cùng chứ không lẽ tẻ được. Dạ dạ. Dân, dạ. Dạ. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Lê Văn Thanh ở Dũng Liêm, Vĩnh Long. Anh hỏi là để chống ngộ độc hữu cơ thì nên bón loại do gì cho lúa? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Dạ, xin chào anh Thanh, kính thưa bà con. Thì trên thị trường chúng ta có hai cái loại voi thôi, đá voi, voi nghiền đó, và cái voi tôi, có nghĩa là voi ngậm nước, là cái voi ăn trầu đó. Thì chúng ta sử dụng cái đá voi, cái đá voi mà được nghiền ra, các cái hãng mà chúng ta khai thác cái voi để bón cho ruộng lúa, thì anh sử dụng cái này để anh bón với cái liều là khoảng 20 kg trong một công. Thì một số ý cho rõ với anh. Dân, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Diễn ở Cái Bè, Tiền Giang. Anh hỏi là thuốc Foca và Amete đều có công dụng là trị sâu cuốn lá và nhện giá. Khi nào nên sử dụng Foca và khi nào thì nên sử dụng Amete? Chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Xin chào anh Diễn. Trong giai đoạn lúa trước 40 ngày thì Focan sẽ ít có ảnh hưởng tới thiên địch hơn, do đó mà chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng Focan. Còn ở giai đoạn sau, nếu có sâu cuốn lá hoặc nhện giá gây hại thì anh nên luân phiên bằng cái Ameta để chúng ta hạn chế được cái tình trạng kháng thuốc ở trên đồng ruộng. Dân, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bảy ở Tâm Bình, Vĩnh Long. Anh hỏi như thế này: lúa 27 ngày bị mũi hành, tỷ lệ khoảng 30%, xin cho biết cách điều trị. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cùng anh. Dạ, kính thưa anh Bảy. Thì câu hỏi này nó cũng giống như một câu hỏi hồi nãy đã có nông dân có hỏi chỗ thạc sĩ Trân đó. Thì lúa là 27 ngày mà có tới 30% bị mũi hành thì chúng ta phải sử dụng thuốc thôi. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà mũi hành nó tấn công nhiều, và sử dụng thuốc thì đối với mũi hành thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm đó thì chúng ta có thể, khi mà con mũi hay con ấu trùng nó chưa chui vào bên trong đó, thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc phun. Còn nếu mà nó đã vùi vào bên trong rồi mà chúng ta phát hiện có cái cọng hành, cọng năng, như cọng năng trên lúa chúng ta, như cái đọt năng rồi, thì chúng ta sử dụng các loại thuốc cái dạng lưu dẫn mạnh thì có thể diệt được cái mũi hành. Dân, chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Lê Trọng Tuấn ở Cái Bè, Tiền Giang. Anh hỏi là lúa được 45 ngày, thời điểm nào mình phun xịt thuốc trị bệnh, trị đặc trị con sâu cuốn lá? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ạ.
Dạ, trước giờ thì chúng tôi đều nhắc là khi nào mà cái con sâu đó nó bắt đầu mật số nó lên đến cái mức mà nếu không trị nó sẽ gây hại ảnh hưởng đến năng suất thì mình mới trị. Chứ không phải là đến cái ngày nào. Nhưng mà lúa của anh đến 45 ngày, nếu mà giống lúa của anh ngắn ngày cỡ 90 ngày đó, thì nó đã hơn phân nửa thời gian sinh trưởng rồi. Có nghĩa là lúc bấy giờ nó bắt đầu ở tượng khối sơ khởi, cho nên cái lá đồng nó phát triển tốt. Mà như vậy thì các anh phải bón đón đồng, phải không? Mình bón đón đồng như vậy thì cái lá nó tốt. Còn sâu cuốn lá có khả năng là phát triển để tấn công các cái lá đồng mình đương có cho dinh dưỡng nhiều. Còn nếu ở phía dưới mà chúng ta xả dày, coi chừng con rầy nâu ở phía dưới. Ha. Cho nên vì vậy đối sâu cuốn lá cái thời gian này nó rất thích tấn công. Cho nên chúng ta phải theo dõi cho kỹ trong ruộng khi nào bướm xuất hiện, mật số bướm nhiều ít và khi màu nào nó nhiều thì bắt đầu nó đẻ trứng trong 1-2 ngày sắp tới. Thì nó đẻ trứng trong vòng 4-5 ngày, độ một tuần lễ sau thì trứng mới nở. Cho nên nếu mà bướm xuất hiện nhiều thì có thể là sau 7 ngày chúng ta kiểm tra đồng ruộng trở lại, thấy nó mới vừa cuốn cái lá ở trên đầu. À, lúc đó con sâu còn non như là chúng tôi đã trình bày. Mà mật số mở ra đó, vào khoảng thước vuông đó, trước mặt mình nó là 30-40 con, thì mới đáng để trị. Thì lúc đó chúng ta mới trị. Chứ không phải là cứ đến cái ngày đó là chúng ta trị. Đến cái ngày đó là chúng ta coi chừng cái điều kiện này. Có thể con sâu đó nó phát triển. Nhưng mà rồi, quan trọng là chúng ta phải theo dõi mật số của nó ngoài đồng, cái mức độ của nó, cái tuổi của nó cỡ nào. Để từ đó chúng ta dùng thuốc chúng ta trị theo cách 4 đúng mới được. Chứ nếu mà thiếu một cái đúng đó thì thuốc sẽ mất hiệu quả đi, uổng thuốc, uổng tiền. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Dạ. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, đến thời điểm này thì thời lượng dành cho chương trình Sức mạnh sinh học đã sắp hết. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được công bố những vị khán giả may mắn nhận được những phần quà của nhà tài trợ. Thứ nhất là ba vị khán giả có câu hỏi hay qua đường điện thoại. Anh Nguyễn Văn Toàn ở Mang Thít, Vĩnh Long, số điện thoại là 0965 838 178. Thứ hai là anh Bùi Thanh Luận ở Chợ Gạo Tiền Giang, số điện thoại là 01667 986 235. Thứ ba là khán giả Phạm Hồng Di ở Ninh Bình, số điện thoại là 01682 349 1715. Thứ hai là ba vị khán giả có câu hỏi bằng hình ảnh hay cũng nhận được quà của nhà tài trợ. Khán giả thứ nhất là anh Lai Giang Dĩ ở Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Thứ hai là anh Đặng Giang Hai ở Vị Thanh, Hậu Giang. Thứ ba là anh Nguyễn Giang Sim ở Vị Thủy, Hậu Giang. Chúng tôi xin lưu ý là những vị khán giả có tên vừa nêu hãy luôn luôn giữ số điện thoại mà bà con đã liên lạc về cho chương trình để ban biên tập chương trình tiện liên lạc ngược trở lại với bà con và trao quà cho bà con trong vòng 7 ngày tới. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Sức mạnh sinh học kỳ này với chủ đề là quản lý hiệu quả các loài sâu ăn trên cây lúa đã hết. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Sức mạnh sinh học tiếp theo kỳ thứ 21 phát hình ngày 26 tháng 4 năm 2014 với chủ đề quản lý các loại bệnh do nấm trên lúa hè thu. Còn bây giờ, một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị diễn giả, quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu cùng chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn nhà tài trợ công ty Tân Thành đã phối hợp thực hiện chương trình với chúng tôi. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.